chậm chéo không? Ừ. Nào dô nào. 2 và dô. Đấy, ăn với anh. Được, cháu mời các bác nha. À, chính không ăn được à? Xin chào tất cả các bác nhá. Lại là San đây. Và ngày hôm nay thì các bác biết là San đang có mặt ở trên nhà cô ạ. Là cháu cũng đang lên trên này để chuẩn bị xin phép xây nhà cho anh Tùng các bác ạ. Cháu vừa mới nghe đâu đó thì mới có những cái điều mới ở trên tỉnh á, rằng là khi mà có một cái tức là mình có thể tài trợ một cái vấn đề những cái món quà hoặc tất cả là phải có những cái công văn từ ở trên tỉnh nữa. Không biết là có chính xác hay không thì cháu có lẽ là cháu sẽ đi hỏi ở bên xá ở gần đây và hỏi ở huyện, nếu như mà phải có công văn từ trên tỉnh xuống huyện rồi mới xuống xá nữa thì chắc chắn là sẽ khi mà mình làm với cái căn nhà tình thương cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái trở ngại, là lâu không phải là một lúc mà mình có thể tiến hành được các bác nhé. Nói chung là ở nơi nào thì những cái điều đó thì cũng hy vọng là tức là ngăn chặt được những cái thành phần có thể là như là nói chính xác ra là những cái thành phần ở bên ngoài á, người ta cũng chỉ mong rằng là mọi cái là an toàn thôi các bác. Đấy, nên là cái đó thì cháu không phải làm ở chính trị thì mình không có hiểu được các bác. Mình cũng sẽ đồng hành để giúp đỡ một cái hoàn cảnh, mình sẽ cố gắng để có thể hoàn thiện, dù là lâu mình cũng sẽ cố gắng các bác nha. Đấy, hôm nay là em Châu cũng vừa mới đi về ở trên nhà có việc, nên là hôm qua là giao ngủ dưới này, vừa nãy là giao khóa cửa lại thì giao đang bảo các em mang cái chìa khóa xuống dưới này nữa. Cô ơi, mở cửa cho anh với. Cô ơi, cô, mở cửa cho anh. Mở cửa cho anh nhờ tí. Sao mà nói nhiều thế? Ra đây mở cửa, mở cửa. Tức là khóa cửa rồi, cháu cố tình gọi xem là cô có mở hay không như nào, nhưng mà cô biết thừa là khóa cửa rồi. Đấy, cháu mới vào nhà rồi. Cô ơi, cô ơi, ra đây, đang bảo. Ôi, trời tối quá. Ôi, con chọc bà. Sao lại thối? Trời ơi, sao lại pi? Không được pi. Máy giặt dùng được chưa? Cái này dùng được chưa? Nó mở ra. Ai bảo? Bấm lên xem nào, bấm lên xem. Chú tá là cô tí xin xuôi, cháu tệ là cô tí ạ. Nó bảo dùng cháy cho. Dùng được đúng không? Đây xem. Không được đấy, không được đấy, anh cho em thử xem. Bây giờ nhé, đây là chế độ vạt giặt này. Bây giờ là anh sẽ động lên. Sau đó bên này là chế độ giặt này. Như hãy tìm đi khu to lắm à? To lỏ? Ừ, hãy tìm khu to lắm à? À, như cô bảo là dùng được rồi hay sao? Không biết có đúng không? Chờ xem này. Hello. Thế là chính đây à? Ở đây. Giặt được rồi đúng không? Khô tao lò nhỏ. Đi hả? Cô khô khô. Tao lò. Kìa. Tao là tao lò. Nhỏ. Con nào mà lạ? Chị tên nào? Ừ. À, chưa ăn cơm hay sao? Cô bảo chưa ăn cơm. Đúng rồi, cháu xem thử xem là đã nấu cơm ăn chưa. Thấy bên trong này có cơm nhưng mà cũng không có gì cả các bạn. À, bây giờ thì nói chung là cháu sẽ hôm nay là cháu mua mấy con ếch về, cháu muốn là cũng như chỉ cho cô và cho cô thử xem là những cái sắp tới thì mình cũng sẽ dành một cái thử thách rằng là có thể là mình sẽ em Châu về một vài ngày
rồi là xem thử cái cuộc sống, xem là cô tự vận hành trong cái căn nhà sẽ ra sao, để mình test thử xem là cô đã có thể là làm được việc hay chưa. Bên trong này thì cháu thấy rằng là rất là sạch sẽ luôn, và trong nhà rất là sạch. Cô đi bật cái đèn kia cho anh, bật đèn sáng này, bật đèn nhà sáng đây, bật đèn sáng này. Bên trong nhà rất là sạch. Ở bên trong đang bật cái gì đây? Cái này bật cái gì? Ôi rồi, cắm điện như này nguy hiểm quá chứ. Cắm điện như này nguy hiểm không? Xấu quá. Cái này cô biết cắm không? Đây là cái máy sưởi này, máy sưởi ấm đó. Ôi, mà sao không thấy là không thấy ra. Nó không ngủ đây mà. Con vì không cho nó làm chủ. Ồ, bóng đèn trên này chết rồi. Có bệnh nhiều nó mang vứt đi thôi. Vâng, bóng đèn trên này chết rồi. Bóng trên này chắc là hết hạt rồi. Nó chết rồi. Nhưng mà cái này là cứ cắn như này có sợ nguy hiểm không chị? Chị có biết cắm không? Nó không biết sao. Chị biết cắm à? Nhưng mà ban ngày ấy không lạnh thì tắt đi. Nhưng mà cái này anh thấy nó có ấm đâu. Cái này đang bật cái chế độ là không ấm hay sao. Thả chứ. À, ấm là ở bên kia nhỉ. Em không đi à? Chị gái em nói chuyện đang đấy mà. À, đánh không được dấu á? À, bây giờ nghỉ rồi. Chưa. Là, chị là chắc cho ăn trưa rồi chứ sao? Ăn trưa chưa? Chị ăn sáng đi, chưa ăn trưa đâu. À. Kìa, con vịt to chưa các bác kìa. Ở đằng này. Con vịt rất là to luôn. Chắc sắp được 1 cân rồi. Chào. Sao nào? Hôm qua anh Tùng xuống đây không? Hôm qua sáng nay chú về sao? Hôm nay chú về. Từ từ thôi, làm nhà bây giờ phải xin phép nữa cơ mà. Xin phép có khi là trên tỉnh nữa mà. Không phải là... Trên này có một cái máy đang ở gần qua trong cái hàng gần chỗ nào. Cái sửa thì chú tự kêu ra sửa đó. Cháu thì cháu... như những cái đợt trước ấy, sửa đường là không liên quan đến cháu. Nên là chú tự kêu ra sửa là chú là với cái nhà bên kia thôi. Chứ cháu thì cháu... cháu không ấy được. Không sửa. Thế kệ. Để sao lại nhìn nó nữa. Chứ đường cháu làm sao mà có quyền sửa. Em qua em bảo. Bây giờ cháu bảo nhé, không chỉ là xin phép, nhiều khi không chỉ làm nhà là không chỉ xin phép ở bản đâu mà phải trên chị, tỉnh nữa. Bây giờ còn chị, có chị, phải chị. Có công văn ở tỉnh xuống thì mình mới dám làm cơ mà, không phải. Thế chú có xem được chuẩn bản không? Cái này thì dễ thôi. Chú hỏi nó thế nào? Có cái đấy thì nói chung là không có gì cả. Sau này mình làm nếu mà hỏng chỗ nào thì mình sửa cái đấy thôi. Chứ còn gọi là cái xin phép cất một cái căn nhà hoặc là một cái em nghĩ ra là chú phải làm gì chứ chú chuyển đi làm nhà chú còn là vất vả thế chứ em này sau này em làm em lấy tay lúc nào cũng được. Không nhốt được à? Sao không nhốt được nó à? Nhốt thì nó vẫn tài chiều bên kia nó sáng tờ nhưng mà đói, đang thấy đói lắm mà này. Cái này có cám sao? Hết cám à? Nuôi cơm thừa đi. Ở trong kia có cơm thừa lấy ra để nuôi đi. Để nuôi con vịt đây. Cô đuổi con vịt về. Đau thế này, nó tại người ta bỏ cho em là nó đi trong cái bảng này, cái kia nó đi đánh người ta chụp cho ăn, người ta không phải đánh người ta mà cái chỗ chết là nó người ta bỏ nó không phải đánh người ta đánh con chó người ta chết đấy. Đi được. Hôm qua em đi cắt cỏ cho ăn cơm nhà em về. Em đi từ chỗ em đi đến chỗ này em thấy nó rồi. Chỗ là chú bán cái nhà cái nào tưởng là nó đi chơi cái nào kia.
Những người như thế này cũng nhiều cái tình trạng rất là nguy hiểm ở trên chỗ chỗ farm Celine này hay sao ạ? Nghe bảo có một cái thằng này cũng bị khùng khùng ngay trước, cháu từng gặp một lần rồi, là vừa rồi vừa đánh đánh anh trai nó chết đây, đánh nát hết cả óc mà hay nghe bảo. Đánh cái này đầu nát hết. Thế là nó phải bị đi tự chứ là không bị. Chắc chắn là đi rồi, nhưng mà là người không bình thường thì biết là đi kiểu gì. Người ta chỉ nói chuyện cái nó. Không, đưa đi vào bệnh viện thôi chắc. Không, không có bệnh viện tâm thần đấy. Cháu khóa cửa này không biết nó vào chỗ này vào đến cái kia. Dao phải bỏ nó còn đánh dao này, kia là nó. Tăng chữ giờ đó. Em bỏ nó chỗ mày làm gì làm như thế. Thế lúc đấy cháu, lúc đấy em vừa chở bố đi chợ về. Xong lúc đấy về tối rồi. Xong cháu xuống dưới này thì đang biết chiều thôi. Phạt xong. Này con vịt sắp được 1 cân rồi đấy. Tháng nữa là chắc cũng lớn rồi. Ui. Con gì? Sao lại ngu? Mẹ mày chịu nhiều thế này là gì à? Con gì? Nó chẳng ngu à? Con gì? Nó bảo là nó ngu, nó chắc là nó tưởng là nó ngu, nó chịu báo tình nhưng mà thằng này không hiểu cái đây, gì. Đây, để bỏ ra cho cô xem. Nhưng mà nó vẫn tạm đường là nó không đứng gì. Phải. Phải. Con gì? Anh ơi, có cháu. Con mang cái chậu nhỏ, con ếch. Và con ếch này là con. Cái này. Ui. Không sợ ai ra, cô không sợ à? Không sợ à? Dạ, cũng địch là tức là mình đi ra ngoài suối để nướng các thứ ăn để cho cô thoải mái cái đầu óc. Ở ngoài suối thì sẽ thoải mái hơn, ở chứ cả mình nhốt ở trong nhà thì cảm giác mình cũng sẽ cảm giác là thoải mái cái đầu óc hơn. Rồi cháu cũng ăn trưa ở trên này, sau đó là chiều sẽ bắt đầu là đi lên ở trên huyện hỏi các bạn nhé. À nhưng mà cháu quên mất là hôm nay là hình như là mọi người cũng đang nghỉ Tết Dương lịch nữa. Hả? Đi, mình đi nướng này, mình đi nướng ếch ăn đi. Đi, đi nha cô nha. Đi. À mang một lửa nè. Anh ơi, chỉ để mang con dao nhỏ đấy chứ, con này không mang. À mang con đấy đi, con à, con này có thái được không? Mang con đấy đi, con này không thái được đâu. Không làm được cái gì đâu. Wow. Ừ. Đây, để anh cho vào cái ấm này cho cô xem. Ấm này đang đun cái gì đây? Đang đun đun thuốc à? Thế thì đổ vứt đi nhỉ? Đổ vứt đi nhỉ? Cô mở ra, cô mở ra đi. Cô được hết chưa? Xem nào. Cô cô mở con ếch ra rồi chạy vào. À, hết rồi, hết rồi. Đi cô ơi. Đi ra suối. Đi ra suối mình nướng ăn này. Em bảo cho chị đi, anh bảo hình như chị không hiểu lắm. Đi. À, đi. Mua. Muốn nè. Cháu định bỏ nó vào đây. Bởi vì là tí nó chạy. Chịu quá. Mùa uốn nào nhá. Sao? Mùa à? Mùa à? Ua đập bế này. Hả? Ngay trên này có con đấy thì sao ấy. Đâu ơi, chỗ này có ếch này. Chỗ này có ếch. Xem nào, giao thử xem nào. Xem nào. Cô bắt hai con này. Cô đi bắt con chủ kia có một con đấy. Chủ kia có một con đi. Đi, anh bảo.
cho vào đấy. Ui 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 ui. Cô, ở đây có một con này. Ở đây có một con. Chỗ này có một con này. Đấy. Cô khóc cho nó. Cho nó. Con lấy gì to lắm hay sao nhỉ? Nghe thấy quạc quạc kêu ở đây. Ở chỗ này sao nhỉ? Kêu cảm giác to lắm ấy. Nghe. Ở đây cứ đêm không mọi người không soi à? Mổ xong rồi các bác ạ. Cô đang rửa rất là kỹ. Rửa ở đây để nướng. Ở ngoài suối. Thực tế mà nói cái những cái nước suối ở đây không có lạnh các bạn. Có lạnh. Cháu cũng muốn làm những cái món ẩm thực mà lạ lạ một chút để cho các bé ở trên này thử. Đối với các bé ở vùng cao ạ, thì kể cả những cái con ếch này cũng chưa thấy bao giờ đâu. Chưa thấy bao giờ mà nó to như này. Bởi vì ở đây là ếch nuôi mà. Nhiều khi cô cũng chưa thấy bao giờ luôn các bạn. Chưa ăn bao giờ, chưa thấy bao giờ. Bé Chính tránh ra bên này. Con ra bên này. Không nghịch nước nha. Bé ơi. Bà Chính không nghịch nước, đứng ở đấy nhá. Không nghịch nước nha. Không cho đâu. Tôi cắt tay mày về sao ấy. Cắt đi, cắt lưới đi. Mày biết là nhiều thế nào. Cô biết làm ở đây. Mày xin cái nào đấy. Cái này gọi là con gì? Con ếch. Con ếch. Con ếch. Cái này là của tôi anh. Cô chứ không phải không biết đâu, cái leo là con lưới là cô vắt cắt vứt hết đấy. Đấy, lưới. Vừa làm vừa. Chó. Sao lại không chó? Ngủ đấy rồi nói gì. Ngủ ở đâu? Ủa. Rồi bé sao bắt được cái con cá như này? Nhưng mà cá chết rồi đúng không? Chết rồi mà. Chết chưa? À chưa à? Ôi. Mẹ bé đi dưới này bắt được con cá lóc to ấy. Nhưng mà cá này bị thương rồi. Cá này bị thương. Lúc trước dưới này thấy còn lấy con dao chạm chạm cũng được, chui vào trong đá ấy. Đâu mấy bé bắt ở đây à? Chỗ này à? Chỗ nào? Thái nào đấy. Ở chỗ kia. À, ở đây. Thực sự mà ở ngoài suối như này cháu mới cảm thấy là được giải tỏa nhiều những cái căng thẳng gì đó, mà mình cũng cảm thấy là đầu óc của mình rất là thoải mái các bác ạ. Đi chơi cùng với các bé và cô ở đây đi, vừa đi chơi lại còn bắt được cá thứ nữa. Thế là cô mổ hết rồi. Cô đã mổ hết rồi, bây giờ chỉ có là để đốt lửa về nướng. Cô đi xuống đốt lửa đi. Đi xuống đốt lửa. Xem đây này. Đi đi. Xuống đi. Xuống đây đi. Cô. Xuống đây đốt lửa. Cho chị tập làm. Có biết bật cái đấy không đấy? Cứ cho chị tập làm đi. Cái gì đó, bởi vì là mình không cho chị tập làm, chị không biết làm á. Không biết bật à? Em bật cho chị xem. Em không biết đâu, bật cái này đúng không? Ừ. Đâu thì xem nào. Bật cái này. Đi xuống rồi. Thế thì lúc bật bì cái mô tạo xuống rồi. Đây là khóa này. Vừa nãy chạm một lần. Đấy.
chúng thì chơi nào không kể chơi cả ấy. Ôi. Cái đấy chơi đốt được trái. Không có cái gì đốt nhỉ. Đấy trái rồi đấy. Không có đốt trẻ. Không có đốt trẻ. Ấy à, cái thế bố là có bố. Ấy à, có bố. Để kiếm một cái gì về đốt dạ. Đấy, này con này có bật cái cỏ khô này. Lớn cái cỏ khô này nó mới trái này. Đấy. Chưa. Đấy. Chị cô quá giỏi. Nè, sắp trái rồi. Đây, 2 3. Đây. Bé này. Đặt tay lên đây, đặt tay lên đây. Cô đặt tay lên đây. Hai. Trái rồi. Này, này, này. Trái rồi. Đấy, trời chuẩn bị nắng rồi. À, bây giờ cháu còn nóng rồi đấy các bác. Sắp phải cởi áo rồi. Chị có cứ sắp trái rồi. Chúng không? Hả? Ai à? Ai à? Ai à? Đau quá. Cái gì? Ai à? Ai à? Em Châu đâu? Em Châu về tiếng Châu về em Châu mỏi. À, đi về rồi tí mới về đây á? Em Châu vào thế á? Ừ, tí nữa em Châu vào lên nha. À. Ừ. Chị cũng nhớ là em Châu bảo là về rồi mai mới lên. Ôi anh nóng rồi đấy, anh phải cởi áo ra. Ở chỗ này thì cũng ngay ở trên này là nhà Giao ở trên này. Giao mới nói là ở dưới này bà con mọi người cũng hết nước rồi á. Nên là vẫn múc những cái nước như thế này, này. Về rồi ăn những cái nước như này thôi các bác ạ. Nên là mình ở đây thì mình cũng lát nữa nói chung là cái gì liên quan đến môi trường thì mình sẽ không có để bất kỳ ở đây nhé. Cháu định ướp một ít chẩm chéo. Nhưng mà cô thì cô cũng ăn không được cay. Nên là mình ướp một ít thôi. Cái chẩm chéo này mình vừa có thể ướp để nướng đồ. Và vừa có thể là mình làm nước chấm được các bạn nhé. Đấy, chẩm chéo ở nhà cháu đầy chưa này. Đầy như thế này này. Đấy. Ừ, được thơm luôn các bác nhé. Đây là một lọ này. Này. Đấy, ở trên này là có cả tem mác của nhà cháu nhá. Nếu mà các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác cứ liên hệ qua số điện thoại này 0369 641 704 nhá. Đấy. Xin một cái đó. Tài, tránh 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 tránh. Đây. Bỏ một ít thôi. Đấy, bỏ bằng đây thôi. Sợ lăn nữa cô không ăn được. Một số con là cháu sẽ không có ướp. Mình ướp một vài con thôi. Ừ. Con này là con cá của cô. Là xiên vào như này để nướng. Lửa trái chưa? Cô đi xem lửa trái chưa? Đấy. Tôi xiên đúc bơ phở đánh mà. Ừ. Xiên rồi, giúp cô xiên rồi nướng. Này, mang đi nướng. Nướng đi. Mang đi nướng. Các bác thấy này, ở ngoài suối này các bé rất là đông. Các bé về đây cũng rất là vui luôn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi là cháu đốt mái không cháy. Bây giờ cô đang nghĩ biện pháp để đốt lửa. Ở đây có cua không? Mấy con tìm cá hay là cua? Cá. À, chỗ này nước trong ấy. Ui, ui. Thế cô đang kiếm được cái gì đó không? Cô. Mình giống như là trẻ con á. Cô bảo là không được ăn rồi. Đây, cô cho anh đốt thử cái này nè.
Ui ui ui, ngã. Chim mà tao. Không nghịch chính nha. Ui. Có gì không sao? Không hiểu sao khó trái cực luôn. Đây đây, anh đốt cho. Anh đốt cho. Anh ấy mắc thật có sao nè. Chị cô cũng cho đốt là không tin tưởng là mình sẽ đốt được lửa. Chị cô bảo là không được ăn nữa. Đây anh bật cho, anh bật cho. Anh bật cho. Cô đi chút bà ẹ. Cô xuống một cục nhạc bây. Cá chỉ bẫu à. Ý dụ như thế thật chứ luôn hả? Cá chỉ bẫu à bây giờ. Đấy. Xin lời tôi. Anh đốt hai ba cái cho trái nhanh. Ừ. Vui nhỉ cô nhỉ. Cô đốt được lửa trái rồi. Ra ngoài suối này cũng chỉ tỏ vui phết các bác ạ. À bây giờ hôm nay là Tết Dương của mình đây. Còn không nhớ là Tết Dương. Cô biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Cô? Hôm nay bằng ngày bao nhiêu không? Biết nè. Đây là Tết Dương của chúng cháu ở vùng cao các bạn nha. Cháu đang hôm nay là 31, ngày mai là mùng 1 rồi. Ai à? Cặp bố qua gì bao? Cặp gì bao? Bố qua nhở? Ok. Được một cái. Thương con trai không? Hả? Thóc còn dài, chị cô còn dài sát đánh à. Nó lại khóc ấy. À, tức là ngủ. Ngủ sau đó là nửa đêm dậy khóc cái gì? Thôi bố mẹ nào cũng thế thôi. Nhiều lúc đêm khóc như thế là bố mình cũng thế thôi. Mình cũng thấy bực ấy. Chị cô nhiều lúc cũng nghe. Nói chung là ai cũng thế thôi mà. Ui ủa, cô đốt lửa, đốt cái như thế là tí nữa nó không ngon. Nó không ngon, cô để vào đây nướng này. Để vào đây. Lát nữa để cháy rồi nướng. Bây giờ rất là nắng các bác ạ. Cây này nó không độc nha. Tức là mình nướng, đặc biệt là đi ở rừng, ở ngoài suối, cái thứ mình nướng á, là mình cũng để ý là những cái cây nào mà nó độc ấy. Sau một thời gian thì chúng cháu đã nướng xong rồi. Mà trời rất là nóng luôn ấy bây giờ. Ở ngoài. Wow, thơm ấy. Sao uống xong không để cẩn thận? Để cẩn thận vào chứ. À, không có đũa. Dạ, à, dao làm một cái được rồi, không cần hai cái đâu. Đây các bác xem, gần chút. Từ từ đấy, từ từ đấy. Từ từ, từ từ, cho một tí con. Từ từ nha. Từ từ, từ từ, từ từ, mắm ạ. Thơm á. Cực thơm luôn. Đây, một con nó như này đây, các bác này. Wow. Đợi tí nha. Mấy bé ở đây, còn mấy bé rất là đông. Bây giờ cháu pha một ít chấm chéo để chấm nhá. Đấy. Cô cười. Cười cái gì? Ai da. Hả? Ăn dân dã như này cùng với các bé ở đây chắc chắn là sẽ rất là ngon. Mama, mama. Ôi, từ từ. Từ từ. Cô là phải dậy thôi. Không dậy thì ừ. Đây. Từ từ. Từ từ. Đây. Đây cô đây. Cho một. Này bé này. Cái đùi nha. Ủa, nhưng mà nóng ạ, từ từ. Đây con này. Ừ. Rồi. Ừ. Ừ. Đây. Con xin.
Đây, hai con xé cái này ra. Ra về xé đi. Chấm không? Chấm cháo không? Ừ. Nào dô nào. Hai và dô. Đấy, ăn đuổi ếch. Giờ cháu mời các bác nha. À, chính không ăn được à? Ra vào ăn đi. Ừ, xé đi. Đây mời các bác nha. Cái đuổi ếch như này. Nào à? Ngon tuyệt luôn. Nào chấm nha. Ra. Vào đi. Hai à. Quá ngon lắm. Đây, cháu, cái này là chấm cháo của nhà cháu nhá. Cháu sẽ chấm cái đuổi ếch ở đây. Quá ngon tuyệt luôn. Để mày chấm này, chấm đi ra. Sao con chế ra? Thế thì đã. Mấy bé không ăn được chấm cháo không? Hả? Có rồi đúng không? Quá ngon luôn. Đây là em trai của Giao này. Cô Dô không? Cô ngon không? Hả? Ngon không? Hả? Ngon không? Nói phát biểu một câu nào. Không phát biểu được à? Giao lấy đi. Anh cũng vẫn thử một tí cái gan này xem nào. Cái gan của ếch. Đây này các bác này. Nó như thế này. Đấy, mình thử xem này. Wow. Có cả mật nên đáng quá. Mật ếch ấy. Cay không? Chấm cháo của nhà cháu thì mặc dù cay nhưng mà các bé ở vùng cao vẫn ăn được này. Hai bé vẫn chấm và vẫn ăn được bình thường nhá. Đông quá mới người được một cái đùi. Sao? Ăn ở đây vui không? Vui không? Không vui à? À, vui này cũng không. Ông mấy bé đi về hết rồi. Thưởng thức một tí là về hết rồi đúng không? Đây vẫn còn cái đuôi đây. Ê, ăn đi. Nó xé đấy. Đấy, xé cùng anh. Nào dô nào. Dô. Sao không dô? Dô. Sao không dô? Hả? Lúc đầu cứ tranh ăn mà bây giờ vẫn còn một cái này, vẫn chưa ăn được này các bác này. Vẫn chưa ăn. Đi về luôn à? Tại anh đổ cho, anh đổ cho. Đấy em đổ một tí nước cho chị. Chị cũng biết là uống nước lọc đấy. Uống nước. Rồi bây giờ là chúng cháu chuẩn bị đi ra chỗ nhà cô thôi các bác ạ. Cổ vui nào rồi cũng sẽ lúc tặng. Nói chung là về các món ẩm thực như thế này ạ, là một cái điều cũng rất là thú vị. Và ngoài ra thì cháu thấy rằng là mình cũng mong muốn là tạo cái niềm vui để cho cô vui vẻ hơn, rồi là và các bé trên này để ăn thử những cái món ếch nướng sẽ như thế nào. Chắc cũng là lần đầu tiên mà các bé được thưởng thức thôi, ở vùng cao mà các bạn. Đấy, ở ngay bên dưới này là suối đây này. À, vừa nãy là mình đi ở đoạn trên nha các bạn. Ở nhà Giao là ngay ở trên này. Ở trên này nhà anh Tùng nếu mà sau này làm á, là ngay ở trên này khoảng là 50m ngay bên trên này. Ở bên dưới này là cái suối ở dưới này.
Đây, vừa mới ra bên kia về đến đây là em Châu đã lên đến được trên này rồi. Anh có mới lên à? Ờ, anh sáng vừa mới lên, đi ra bên này nướng đồ cho mấy bé ăn. Và cô còn đang ngồi ăn ở ngoài kia, chưa về. Cháu, cô còn đang ngồi ở ngoài kia để ăn. Nói chung là cháu cũng muốn là tạo những cái niềm vui để cho các bé. Đây là một trong những cái bữa ăn mà đối với cháu là rất là ý nghĩa, bởi vì như các bé ở vùng cao là chưa từng được ăn, và ngoài ra thì mình cũng tạo những cái không khí, những cái thoải mái cho cô các bác. Đó là những cái hy vọng mà sẽ giúp cô cảm nhận được thêm những cái niềm vui trong cuộc sống. Mỗi một lần có thể là nướng thịt các thứ giá ngoại ở bên ngoài á, sẽ giúp đầu óc của mình thoải mái hơn rất nhiều các bác. Đây cháu mình chia sẻ với các bác cái video này thì chắc là cháu cũng xin kết thúc tại đây các bác nhé. Rất là cảm ơn tất cả các bác, chú anh chị rất nhiều nhé. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.